bạc luôn đó hả? Dạ chị. Mụn đen, cái đầu đen đi không lấy ra là chị nhìn trong điện thoại ha, nhìn ngồi không được à, bước chịu á, nhìn ra điện thoại cái gì chúng ta có đó lông rồi lỗ rồi. Ngồi nhìn không được. Ngày nay lễ họ đi chơi nhiều ấy. Đi hết mà. Cũng có nhiều gia đình ra để dành 34 đi làm đi luôn. Chứ hai có lễ liền kề. Đi chơi hết tiền luôn. Kém. Tôi nặng xong cái chỗ cổ này, cái cổ tôi cũng trẹo theo luôn. Phải nghiêng đi mới nặng được chứ. Nhưng mà em nặng kỹ nè, được trước bé nhân viên rồi. Nhưng mà đợt trước chắc là chị tới trễ thì chị tới 6 giờ làm tới 7 giờ chắc bé nó cũng đúng lắm rồi. Chắc là cũng tội. Chị đi trong chủ nhật à? Chị cũng không nhớ nữa, không nhớ thứ mấy nữa. Mà chị đi 6 giờ tới 7 giờ. Chứ nhiều khi là chị đi bé nó nhìn thấy bé nó cũng đuối đuối rồi. Cũng lắc lư cái đầu rồi. Thôi cô không dám chỉ nữa, không dám nói gì hết. Chắc nhiều khi ông cô ông chịu không nổi nữa nè, nên là thôi. Cũng gần mà hài, ai cũng cứ nghĩ là ở đây xa mà đi thấy cũng gần ổn, do cảm giác ngược đường nữa. Chị ở đâu chị? Chị ở đâu? Gần đây phải. Đúng rồi, chị làm nào cái trường hợp Khánh nữa, cái tổng lễ nữa. Ai ở đâu thì đi ở đấy. Thành ra cái tổng lý gì hết. Lên cũng chia khách ra như không. Nhưng mà tiết kiệm xăng cho khách chị. Nhưng mà nó vì cái đẹp với lại là họ làm quen rồi, mấy người ta từ ba con đây nó tính ra cũng gần cái đâu. Hồi xưa không có cầu thì thấy xa lét đúng không? Em thấy Đà Nẵng. Bây giờ đi qua cái cầu giống như người ta đi dạo phố thôi. Mấy người mà lười chỉ cho đi Sài Gòn thôi. Đi làm cả tiếng đồng hồ. Đi họ ở Sài Gòn là họ đi, họ ở đây là họ đi, họ thấy bình thường. Ừ. Quá gần. Quá cổ ôm luôn. Đúng rồi chị, mình đã quen rồi chị, với lại mình em đi. Nguyên tuần sau thì nằm như là khu vực đau, đau cái đầu mà phải gọi là rối loạn âm thanh, rối loạn ung hứng thì không nổi chị. Em thấy ở Cần Thơ cũng cũng bưa lắm. Đúng chị đó, mà ai cũng kêu
lên Cần Thơ đẹp rồi. Chị thấy chị chưa đi là chị cũng tưởng là ở Cần Thơ là thành phố cũng xinh xinh như Đà Nẵng rồi. Gớm. Mẹ ta đi xong rồi ta thấy chi vẫn thường sông nước mà. Chán dễ sợ luôn á. Xong là ta thấy một trời vực mùa trên trời bao dưới đất. Bởi chị thấy Đà Nẵng là thành phố đáng sống là đúng á. Thì cứ thích đi đâu phóng bằng luôn rồi đường xa. Dạ em thấy rồi đó chị. Vì phải hẳn. Với lại là ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh là chị thấy không? Cướp giật đồ trời. Hở ra cái là về kinh tế, còn Hà Nội cũng về chính trị. Còn nếu mà về ở và thoải mái thì cái thằng này là thiệt. Sống cũng dễ chịu hơn. Đi xong rồi có công việc mà cũng đi chứ gọi là đi mà đi du lịch cho nó lấy chỗ nó du lịch cho nó chay. Em cũng rất em đi nhiều rồi. Nếu mà đi du lịch chỉ có thằng Đà Lạt cũng còn à dạ. Nhưng mà giờ trừ nó cũng tùy nha. Thì đây cũng kiểu đi nó cũng khai thác nhiều. Năm rồi chưa đi tại Đà Lạt, cái dịch yếu của mình cũng không có đi luôn. Khí hậu mà mình thích thì mình đi lên mình à chơi thôi chị. Đây nó ngày cũng như Đà Lạt. Nó cũng nhiều chỗ mà. Anh thấy bạn nó nhiều chỗ ở lại đây nó cũng đã nữa. Thật ra nó núi đồ kiểu quen rồi gì cái gì cũng quen. Trong trắng đen thao đồ nó chặt giặt xong rồi cứ tổng số đất tám. Mình cha nó còn như là sư giờ đau có thẳng cái giả thì không xuống với nó luôn. Chứ đằng đây ta thấy bạn nó tắm đó thì nó sạc sạc nó đi đi xuống luôn đấy, cái tay nó vớt qua các bạn. Nói thì vớt. Vớt từ đâu lại đi sạc. Mà nằm ra thì đang ngồi kìa, là mình chân đó, còn đứa bạn đó, không có sửa nhà đi. Cố gắng em ơi. Trong cái đầu tầm lâm ở dưới đây nè.
Hồi dinh trời lì đi không rồi qua đây xí nữa là xong. Thế dưới này không thấy đường nặng luôn. Xong rồi đây, không mấy con nữa là xong. Nhìn rồi xong rồi tự đặt sau để dành tiếp rồi tắt hết.